Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Gia đình anh Sang, thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên làm giàu từ mô hình ấp trứng gia cầm. Hà Nam 3 tháng đầu năm thu hút 87 dự án đầu tư mới. Phát huy giá trị của xe thư viện đa phương tiện lưu động tại Nam Định. Hiệu quả của mô hình làng Ba Sạch của phụ nữ Bắc Ninh. Bình yên trên tuyến sông Kinh Thầy chảy qua địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện chủ trương của tỉnh Bắc Ninh về việc chuyển đổi diện tích đất trũng trồng lúa không hiệu quả sang các mô hình trang trại cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 2003, gia đình ông Nguyễn Hồng Thái, thôn Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã mạnh dạn đầu tư trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Sau 15 năm gắn bó với mô hình nuôi lợn theo chu trình khép kín hoàn toàn, từ lúc lợn sinh ra cho tới khi xuất chuồng, mỗi tháng, mô hình đã đem lại doanh thu lên đến 2 tỷ đồng cho gia đình ông. Với quan điểm vừa đầu tư xây dựng vừa tìm tòi nghiên cứu và học tập kinh nghiệm, hiện mô hình chăn nuôi lợn khép kín của gia đình ông Thái rộng 5.000 m2, gồm 6 dãy chuồng. Để đảm bảo cho lợn sinh trưởng phát triển tốt, các khu chuồng luôn được dọn rửa sạch sẽ thoáng mát. Mỗi ô chuồng còn được đánh số thứ tự, có bảng ghi chi tiết lịch ăn, tiêm phòng, theo dõi sát sao quá trình phát triển của vật nuôi. Bên cạnh việc coi trọng công tác tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn, xây dựng hệ thống bioga xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, gia đình ông Thái còn đầu tư hệ thống dây chuyền cho ăn bán tự động nhằm tăng hiệu quả chăn nuôi và giúp người lao động bớt vất vả. Trong cái thời gian gần đây thì ra là ngành chăn nuôi đến giờ phút này là cũng làm ăn rất là tốt. Thì trong cái tốt thì thực ra nó có cái khó khăn, thì cũng đề nghị các cấp các ngành tạo điều kiện giúp đỡ các cái trang trại, ví dụ như ký được thêm dài hạn là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì tạo điều kiện cho cái giao thông, vì chúng tôi là ở ngoài xa dân cư, rất khó khăn về cái giao thông và cái điện. Cái thứ ba thì là cũng tạo điều kiện cho các trang trại là tiếp cận được một cái vốn, làm sao giá nó rẻ và được thời gian nó được lâu dài để có cái biện pháp đầu tư dài hơn. Suốt 2 năm qua, giá lợn thương phẩm xuống thấp kỷ lục. Tuy nhiên, gia đình ông vẫn kiên trì giữ vững đàn nuôi và tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động, lương bình quân từ 6,5 đến 8 triệu đồng một người trên tháng. Trang trại đang duy trì ổn định 200 con lợn nái và 2.000 con lợn thịt. Trung bình mỗi tháng, ông xuất bán 300 con, sản lượng hơn 30.000 kg, doanh thu đem về 2 tỷ đồng. Trừ mọi chi phí, cũng cho gia đình ông bỏ túi 600 triệu đồng. Vốn có tư duy nhạy bén năng động, lại thêm đức tính cần cù, ông tiếp tục cải tạo 10.000 m2 đào ao thả cá, mỗi năm cung cấp cho thị trường 7 tấn cá các loại. Để đảm bảo an toàn thực phẩm và ổn định đầu ra, ông luôn chú trọng chế độ dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho đàn lợn. Đầu năm 2018, ông cũng đăng ký xây dựng thương hiệu và được công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Mô hình nuôi lợn của ông Thái thực sự phát huy hiệu quả, được địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Đây là động lực để ông tiếp tục mở rộng mô hình trong thời gian tới. Với 15 năm làm nghề ấp trứng gia cầm đã mang lại cho gia đình anh Nguyễn Xuân Sang, thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên thu lãi trên 200 triệu đồng mỗi năm. Liên kết được với những trang trại nuôi gia cầm cung cấp trứng đảm bảo chất lượng, năm 2003, gia đình anh Sang đầu tư 5 lò ấp trứng với số tiền gần 25 triệu đồng một lò ấp. Trung bình mỗi ngày, anh Sang cung cấp ra thị trường trên 2.000 con gia cầm tống, chủ yếu là gà tống lai chọi và lai đông tảo. Con tống một ngày tuổi có giá bán dao động từ 10 đến 20.000 đồng một con. Do có kinh nghiệm và uy tín trong nghề, cơ sở ấp trứng gia cầm bán con tống của gia đình anh Sang có được những bạn hàng lâu năm và tiêu thụ với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên. Với ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Vũ Văn Ngà ở xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã quyết tâm khởi nghiệp bằng mô hình trồng hoa công nghệ cao. Với sự sáng tạo cùng với bản tính cần cù, dám nghĩ, dám làm, anh đã và đang gặt hái được nhiều thành công trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Sinh năm 1991, Vũ Văn Ngà theo học ngành đóng tàu thủy và công trình ngoài khơi, Đại học Hàng hải Việt Nam. Năm 2013, anh tốt nghiệp đại học nhưng đam mê với nghề trồng hoa truyền thống của quê hương nên anh quyết định về quê để khởi nghiệp. Sức trẻ,
sự nhanh nhạy và khả năng tiếp cận với công nghệ mới. Anh mạnh dạn bàn với gia đình chuyển đổi mô hình trồng hoa kiểu cũ sang hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao. Mình đã vào Đà Lạt khoảng 4 tháng. Ở đấy thì nông nghiệp đã phát triển hàng đầu cả nước rồi. Họ phải đi trước các tỉnh khác khoảng 10 năm nghiêng về cái ngành nông nghiệp. Còn thì ở đấy thì mình cũng học rất là nhiều. Trước tiên là một số cái kỹ thuật và mình đã đưa được hệ thống tưới nhỏ giọt về đây để áp dụng. Chỉ việc trồng xong và vận hành tưới chăm sóc nó rất là dễ và nhanh. Ở xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, gia đình anh Ngà là hộ đi đầu trong việc chuyển đổi mô hình trồng hoa công nghệ cao. Với trên 900 mét vuông trồng đa dạng các loại hoa, được sản xuất trong hệ thống nhà lưới, kết hợp hệ thống tưới nước bón phân tự động, đã góp phần giảm công lao động, tiết kiệm 60% lượng nước tưới, rút ngắn được thời gian sinh trưởng phát triển của cây tới 30% so với cách trồng truyền thống, cho thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Theo cái công nghệ mới này, công nghệ cao này là quá tốt so với ngày xưa là gấp hàng trăm lần, bởi vì nó giảm được công lao động mà lại kết quả thu nó lại khá hơn là ngày xưa nhiều. Kể cả vừa qua và kể cả sau này có điều kiện chúng nó phát triển đâu là bố mẹ ủng hộ tối đa chứ không vấn đề gì cả. Đối với Vũ Văn Ngà, sau hơn 4 năm khởi nghiệp gắn bó với nghề trồng hoa, anh cho biết ngoài sự hỗ trợ của công nghệ, cái cần thiết nhất là người trồng hoa phải biết yêu hoa, cẩn thận và luôn chuyên cần. Nhất là không bao giờ được bằng lòng với những gì mình đang có, luôn quyết tâm và tìm ra những hướng đi mới cho riêng mình. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, từ đầu năm đến nay, Hà Nam đã thu hút đầu tư mới được 87 dự án và thực hiện điều chỉnh tăng giảm vốn đầu tư 27 dự án với tổng số vốn đăng ký mới và điều chỉnh là 330,4 triệu đô la Mỹ và trên 4.000 tỷ đồng. Trong số các dự án thu hút đầu tư mới và các dự án điều chỉnh mức vốn đầu tư có 91 dự án đầu tư được thực hiện cấp mới, gồm 37 dự án FDI, 54 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư gần 3.700 tỷ đồng và 265 triệu đô la Mỹ. 27 dự án đầu tư được thực hiện điều chỉnh tăng giảm vốn với tổng mức đầu tư 65,4 triệu đô la Mỹ và gần 498 tỷ đồng. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng qua, tỉnh đã thu hồi 15 dự án với tổng mức đầu tư 37,5 triệu đô la Mỹ và 682 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 815 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 235 dự án FDI và 580 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 2.679,6 triệu đô la Mỹ và trên 100.000 tỷ đồng. Để các làng nghề truyền thống hoạt động hiệu quả, thời gian tới, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định triển khai thực hiện các dự án, cơ chế chính sách như hỗ trợ phát triển các làng nghề công nghiệp, quy hoạch cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ sản xuất vào tập trung sản xuất. Bên cạnh đó, hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề, chuyển đổi từ sản xuất những sản phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đến nay, trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có 44 làng nghề tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10.000 lao động, trong đó có 14 làng nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 20 làng nghề trồng hoa cây cảnh, 3 làng nghề thủy sản, 5 làng nghề trồng cây dược liệu, 2 làng nghề xây dựng. Số hộ và số lao động tham gia sản xuất ở các làng nghề tăng qua mỗi năm, đặc biệt là có làng nghề thu hút tới 80% số hộ tham gia làm nghề như làng nghề mộc xã Hải Minh, làng nghề cán kéo sợi PE, thị trấn Long, làng nghề đan lưới xã Hải Triều, trồng và xuất khẩu các sản phẩm từ cau ở Hải Đường. Để hỗ trợ các làng nghề phát triển, huyện Hải Hậu đã có dự án quy hoạch làng nghề tầm nhìn 2020 gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời xây dựng thí điểm một mô hình làng nghề nông thôn tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển. Với số lượng học sinh đông, trường học rất dễ lây lan và bùng phát thành dịch nếu có trẻ mắc bệnh. Bởi vậy, thời điểm hiện tại, các trường học, đặc biệt là các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh. Cụ thể như việc thực hiện phương châm ba sạch, ăn uống sạch, ở sạch và chơi đồ chơi sạch, rửa tay bằng xà phòng, thực hiện vệ sinh ăn chín uống chín. Đồng thời tuyên truyền tới toàn thể phụ huynh phải tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch, giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh, ăn uống đủ chất, đảm bảo vệ sinh cá nhân. Việc phòng chống các bệnh tật lây nhiễm nơi trường học, đảm bảo sức khỏe học sinh là hết sức quan trọng, góp phần không nhỏ tạo nên thành công cho cả năm học. Hiện đang trong thời điểm sao mùa là điều kiện thuận lợi cho các loại bệnh truyền nhiễm như viêm tai, mũi họng, tay chân miệng, sởi rubella phát triển.
Đối với trẻ mầm non, do sức đề kháng kém rất dễ nhiễm bệnh. Do vậy, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Ninh Bình đang có nhiều giải pháp phòng chống với mục tiêu hạn chế thấp nhất việc phát sinh và lây lan bệnh. Để phòng chống dịch bệnh trong các nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình đã chỉ đạo các trường tổ chức tuyên truyền về phòng chống một số dịch bệnh, các biện pháp phòng ngừa ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm. Các trường cũng đã phối hợp với trạm y tế, phường, xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tư vấn sức khỏe thông qua các biện pháp như tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch, giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh, đảm bảo vệ sinh cá nhân. Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, thời điểm giao mùa với sự chủ động của các nhà trường, mỗi gia đình cũng cần nâng cao ý thức vệ sinh môi trường sống xung quanh, đảm bảo an toàn và vệ sinh thực phẩm cho mỗi bữa ăn. Mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tổ chức khám sàng lọc bướu cổ cho gần 800 học sinh từ 8 tới 10 tuổi của trường tiểu học Tân Hồng. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của đợt truyền thông cao điểm phòng chống bệnh đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa do thiếu iốt trong tháng 11 mà ngành y tế triển khai. Thông qua khám sàng lọc bằng hệ thống máy siêu âm chuyên dùng, các y bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã xác định được 5 trên 794 trẻ tham gia khám sàng lọc bị mắc bướu cổ, thực hiện cấp thuốc miễn phí và hướng dẫn cách sử dụng cũng như hẹn lịch tái khám tại Trung tâm Y tế. Cũng qua đây, các cán bộ y tế còn làm công tác tư vấn hướng dẫn các giáo viên và học sinh cách bổ sung vi chất iốt hợp lý để phòng chống bướu cổ và phát triển cơ thể toàn diện. Theo kế hoạch, trong chiến dịch khám sàng lọc lần này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ thực hiện khám sàng lọc cho 6.000 trẻ từ 8 đến 10 tuổi tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Căn cứ quy mô trường học, theo kế hoạch phát triển giáo dục đến năm 2025, số trường hiện nay đã đạt chuẩn và khả năng thực tế các đơn vị đăng ký. Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phấn đấu xây dựng thêm 6 trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2 giai đoạn 2018-2025. 6 trường tiểu học phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2 gồm trường tiểu học Liêm Chính, tiểu học Trần Quốc Toàn, tiểu học Trịnh Xá, tiểu học Quang Trung, tiểu học Trần Hưng Đạo, tiểu học Thanh Tuyền. Các trường còn lại duy trì các tiêu chuẩn đề nghị công nhận lại mức 1 và mức 2 theo định kỳ. Các trường tiểu học nằm trong kế hoạch xây dựng chuẩn mức 2 được cân đối phấn đấu công nhận trong các năm từ năm 2020 đến năm 2022, đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng đơn vị, kiên quyết không để tồn tại tình trạng nợ chuẩn. Để đạt mục tiêu 100% các trường tiểu học trên địa bàn thành phố cần củng cố vững chắc kết quả đã đạt được về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập trung nâng cao chất lượng giáo dục. Ngành giáo dục chủ động tham mưu với thành phố quan tâm đầu tư quỹ đất cho một số nhà trường chưa đủ diện tích theo quy định. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị duy trì và củng cố vững chắc 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn mức độ 1, từng bước đạt các tiêu chuẩn của trường mức độ 2, tích cực đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực để bổ sung các trang thiết bị dạy học cho nhà trường, thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên theo đúng quy định, động viên đội ngũ tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục và tăng tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp, giữ vững kết quả giáo dục toàn diện, xây dựng nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Dù mới thụ hưởng dự án xe ô tô thư viện đa phương tiện lưu động được 6 tháng nay, nhưng Thư viện tỉnh Nam Định đã nhanh chóng triển khai kế hoạch phục vụ các đối tượng bạn đọc trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy giá trị của xe thư viện đa phương tiện lưu động, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên. Qua đó giúp cho các em được tiếp cận với đa dạng sách báo ngay tại nhà trường. Đến với thầy và trò trường tiểu học Lộc Hạ, thành phố Nam Định, xe thư viện đa phương tiện lưu động đã thu hút các em học sinh tại đây bởi số lượng lớn sách báo có trên xe. Với nhiều thể loại sách phù hợp với độ tuổi thiếu nhi lại được thỏa thích đọc sách ngay tại sân trường, các em học sinh trường tiểu học Lộc Hạ rất hứng thú với hoạt động này. Văn hóa đọc là một trong cái mà nhà trường chúng tôi luôn hướng tới. Hôm nay được Thư viện tỉnh đưa xe sách đến và qua từ nãy đến giờ chúng tôi thấy học trò của chúng tôi hết sức là thích thú với thay mặt nhà trường xin được trân trọng cảm ơn và chúng tôi nghĩ là cái việc đưa xe sách lưu động này là một trong những hình thức rất hay của thư viện. Còn đây là buổi sinh hoạt ngoại khóa của các em học sinh khối 10 trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến trở nên sôi nổi và thú vị hơn khi các em được tiếp cận với xe thư viện lưu động đa phương tiện. Em cảm thấy nó khá là thú vị đối với chúng em bởi vì thực sự chúng em không ngồi trên ghế nhà trường thì cũng không quá nhiều thời gian để đến thư viện hay là cũng không có quá nhiều tiền để mua sách.
thì em thấy cái mô hình này khá là tuyệt vời cho chúng em. Chúng em có thể ở trường và đọc những quyển sách mình muốn. Tôi thấy là cái hoạt động này rất là ý nghĩa, bởi vì là cũng có rất nhiều em học sinh cũng như rất nhiều người dân cũng có nhu cầu đọc sách nhưng mà lại không có điều kiện để đọc sách. Thế thì những cái xe sách lưu động như thế này thì nó rất là linh động, linh hoạt trong cái việc mà di chuyển rồi là mang các cái đầu sách đến cho các em học sinh hay là cho người dân. Thế ngoài ra thì tôi thấy là cái đầu sách của của thư viện tỉnh mang tới trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến ấy là cũng tương đối phong phú. Và các em học sinh là cũng rất là phấn chấn và hào hứng khi mà tham gia vào cái hoạt động này. Thời gian qua, thư viện tỉnh Nam Định đã triển khai đưa xe thư viện đến với các trường học trên địa bàn toàn tỉnh để các em học sinh có cơ hội được tiếp cận với đa dạng các loại hình sách báo và mở mang tri thức với hệ thống máy tính kết nối mạng và hơn 4.000 đầu sách các loại. Qua các buổi tiếp cận với xe thư viện đa phương tiện lưu động, các em học sinh hứng thú và chủ động hơn với việc đọc sách, từ đó phát huy văn hóa đọc sâu rộng trong các nhà trường. Slim là loại chất dẻo đặc biệt, mềm như nước, dai như cao su và có thể biến đổi thành những hình thù kỳ lạ, giống hệt như vật thể chứa nó. Đó là lý do khiến trẻ em rất thích thú vì có thể tạo ra vô số hình thù độc đáo. Tuy nhiên, những vụ ngộ độc do chơi Slim xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây đã sóng lên hồi chuông cảnh báo khi cho trẻ chơi chất nhờn ma quái này. Ghi nhận của phóng viên tại Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương. Khá dễ dàng để tìm mua được Slim trước các cổng trường học, với mức giá bình dân chỉ từ 3.000 đến 10.000 đồng. Nhìn như chất lỏng nhiều màu sắc, nhưng khi đổ ra thì Slim lại có độ kết dính cao. Đáng nói là những lọ chứa chất nhờn ma quái này lại không hề có nhãn mác, không ghi cách sử dụng, không niêm yết thành phần hóa chất, hoặc tất cả ghi bằng tiếng Trung Quốc, không có nhãn phụ. Hầu như là cả lớp ai cũng kiếm cho mình những bộ sưu tập Slim, bọn cháu cứ thấy đẹp là bọn cháu mua. Không chỉ được bán rộng rãi tại các cổng trường, nếu lên mạng và gõ cụm từ Slim, chất nhờn ma quái, sẽ cho ra hàng trăm kết quả về công dụng, địa chỉ bán và cách sử dụng loại đồ chơi này. Thậm chí là có hẳn các video chỉ dẫn cách làm Slim từ những nguyên liệu sẵn có như kem đánh răng, bột giặt, dầu gội đầu, sữa tắm, keo nước. Nhiều bạn nhỏ cũng thuộc lòng cách tự làm Slim. Bản thân Slim không xấu, thậm chí còn được khuyến khích cho trẻ em sử dụng. Tuy nhiên, Slim có nguồn gốc ở đâu, thành phần là gì, cách sử dụng thế nào lại là điều mà bất cứ phụ huynh nào cũng nên biết và lưu ý khi cho trẻ chơi để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Tác dụng phụ chủ yếu là dị ứng. Dị ứng thì trong đó có cái viêm da tiếp xúc do trẻ tiếp xúc trực tiếp với Slim thì sẽ gây ra là bong vẩy da, này, chóc da, này, ngứa, rát. Và một số trường hợp thì có thể gây bỏng phồng rộp cái da khi mình trẻ tiếp xúc nhiều. Nếu như là tiếp xúc lâu dài thì và thường xuyên thì có khả năng ảnh hưởng tới thần kinh và khả năng sinh sản của trẻ. Thì trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều Slim không rõ nguồn gốc và có rất nhiều là màu sắc rất là bắt mắt trẻ. Thì vậy khuyến cáo các bậc cha mẹ là không lên cho trẻ chơi Slim không rõ nguồn gốc. Và không nên cho trẻ tiếp xúc thường xuyên với Slim. Và khi mà trẻ đã tiếp xúc rồi thì cần rửa tay sạch sau khi chơi Slim. Slim đang trở thành món đồ chơi được nhiều trẻ em ưa chuộng. Slim có thể kích thích các giác quan giúp trẻ sáng tạo trong việc nhào nặn thành các hình thù đẹp mắt. Thế nhưng nếu lạm dụng Slim và sử dụng các loại Slim không rõ nguồn gốc xuất xứ thì sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Thiếu an toàn cho khách qua đò là thực trạng đã và đang diễn ra tại một số bến đò qua sông Hồng hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chứng kiến nhiều chuyến đò đưa khách qua sông tại ba bến là bến đò Dương, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, bến Phương Trù, xã Tứ Dân, huyện Khoai Châu và bến Vườn Chuối, huyện Kim Động, chúng tôi không thấy một hành khách nào được mặc áo phao. Không chỉ có vậy, khách qua đò còn ung dung ngồi trên xe máy từ khi xuất bến đến khi cập bờ, mà không hề được nhân viên nhắc nhở hướng dẫn. Thậm chí xe chở nặng quá tải cồng cành như thế này cũng vẫn được xuống phà bình thường. Rất mong cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và các phương tiện qua sông. Ước tính trung bình tại ba bến này chuyên chở tới cả 1.000 lượt người và các phương tiện mỗi ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.